Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm chà bông cá lóc nhé. Con cá này là 1 kg, mình đã làm sạch và sơ chế, rửa bằng muối và chanh. Ta rửa sạch, mình đã lấy hết chỉ máu trong bụng cá, chà rửa thật sạch cho trắng. Cắt hết đầu và đuôi cá, chỉ lấy khúc giữa mình cá thôi. Đầu cá này mình sẽ đem đi nấu canh chua nhé. Nấu canh chua đầu cá với bông xoa đũa nhé. Bông xoa đũa thật tươi, người ta bán khi ở quê hái ra lúc buổi sớm. Thật là ngon nè các bạn, tươi, ngon lắm. Giờ mình đi ướp cá. Củ hành tím mình lột và đập hơi dập, cho vào cá. Cho 2 muỗng rưỡi ăn canh nước mắm. Một muỗng sữa chua muối bọt. Hai muỗng cơm hộp đường. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng sữa chua bột ngọt. Trộn đều các gia vị lại. Sẽ để khoảng 1 tiếng đồng hồ cho cá thấm. Bắt cá lên kho. Đậy nắp lại, ta cho lửa riu riu. Liên tục trở cá cho cá thấm đều gia vị. Thank you.
kho cho cá cạn sạch nước lại và vẫn đậy nắp hầm cho cá chín thấm vào bên trong. Cá cạn sệt còn ít nước, ta sẽ cho cá ra đĩa. Những xương lớn sắp rớt ra, ta sẽ lừa xương ra. Sau khi vớt cá ra hết, ta sẽ vớt bỏ củ hành và xương cá ra. Còn lại nước khi ta chà bông cá, ta sẽ cho vào sau. Sẽ tiến hành lấy xương cá. Cá lớn ta sẽ lấy rất dễ. Xương cá đã lấy hết, ta sẽ tán nhuyễn cá ra. Đây là nước sốt, trong nồi ta đổ ra chén. Còn sót lại một vài xương cá,
ta lấy cũng rất dễ, khi ta tán cá ra thì xương sẽ bung lên. Cho vào chảo dùng phới, ta sẽ tán nhuyễn cá ra và đảo đều. Để lửa riu riu, ta sẽ vừa tán cá và chà cho cá đến khi bong lên. Khi cá ráo hẳn, ta sẽ bắt đầu cho nước sốt cá vào. Cho phân nửa và trộn đều lên. Ta sẽ thử cá xem cá đã vừa gia vị chưa. Thấy còn thiếu, ta sẽ cho hết chén nước sốt vào luôn. Ta nêm từ từ như thế này, cá sẽ không sợ bị mặn. Tiếp tục chà và đánh cá cho đến khi cá bong hẳn lên. Cá vàng lên và bong ngon lắm rồi nè các bạn. Cá bông mềm như bông gòn đó các bạn. Như vậy là đã đạt rồi nè. Cá vàng và thơm lắm. Đợi cá nguội hẳn, mình sẽ cho vào keo để vào ngăn mát tủ lạnh ăn dần nhé. Nhà có cháu nhỏ, mình nên làm thêm món cá như thế này. Các cháu rất thích ăn đó các bạn. Rất là dễ làm phải không các bạn? Các bạn thử làm một lần xem sao nhé. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau.